Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tô một con siêu nhân đội trưởng Mỹ. Mời các bạn cùng theo dõi video. Mình sẽ tô cái siêu màu xanh lá chuối. Bây giờ mình sẽ tô ngôi sao màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tô con dây của nó màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ tô phần đế với màu hồng. Bây giờ mình sẽ tô phần đuôi màu cam. Bây giờ mình sẽ tô con eo màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tô phần bụng màu xanh lá chuối. Tiếp theo phần giáp ngực mình sẽ tô màu xanh nước biển.
Bây giờ mình sẽ tô giáp vai. Bây giờ mình sẽ tô cánh tay đi màu hồng. Bây giờ mình sẽ tô cánh tay đi màu vàng hồng. Tiếp theo mình sẽ tô phần màu xanh lá cây vô chỗ phần hồng. Tiếp theo mình sẽ tô phần mũ màu cam. Tiếp theo chủ em mình sẽ tô màu đỏ. Theo mặt mình sẽ tô màu da nhạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ nhấn like và chia sẻ để xem được nhiều video mới nhất nhé.